Thank you.
Sống pháp hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Thượng thuốc chạm biết đời tâm công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con Nhật Bình xin điền quyết cho tri chúng ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Mao Talk mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 62 Kinh Giáo Huấn Rahula Mahara Maha Rahula Hulo Sutta từ câu 749 đến 753 sẽ được Thượng tọa Tuệ Viện giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính dân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến. Đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điệu ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết chứ thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền nơi văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tưởng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, chương trình bài học
ngày hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 62, Kinh Giáo Huấn Hú Lá Maha Ra Hú Lá Hú Lô Sutta, từ câu 749 đến câu 753 sẽ được Thượng Tòa Tề Viền thuyết giảng. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và thấy Ngài lại rất mít rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tòa Giặc Đẳng cho con một ý kiến à. Con có thể chờ Ngài vào hay là cung thỉnh Thượng Tòa Giặc Đẳng. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cô là Thượng Tòa Tiểu Siêu đang bị trở ngại trong giây lát. Nếu Thượng Tòa Tiểu Siêu vào được thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tòa để dẫn nhập ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong khi chờ đợi Thượng Tòa Tiểu Siêu thì chúng tôi cũng xin nói một điều đó là theo đức tin thì tôn giả Rahula về ngoại hình có cái thân tướng tương đối là có nhiều điểm giống Đức Phật và chỉ thấp hơn Đức Phật một chút thôi. Nên khi mà ở tuổi 18 vừa mới lớn thì tôn giả trong một lần đi khất thực nhìn thấy cái phong cách tôn nghiêm của Đức Thế Tôn đi ở phía trước mình thì tự nhiên khởi sinh một cái suy nghĩ. Đối với phần đông chúng ta thì chuyện đó rất là bình thường, đó là đi Đức Thế Tôn quả thật là thân tướng quang minh, mình là con của Ngài và mình cũng được thừa hưởng những cái nét đẹp như vậy. Đức Thế Tôn trong khi đi khất thực thì với cái tha tâm thông đặc biệt của Ngài, Ngài đọc được cái tư tưởng của Sayyi Rahula. Và thưa quý vị, Ngài đã quay lại và thấy Thượng Tòa Tiểu Siêu đã trở vào trung rung. Kính thưa Thượng Tòa Tiểu Siêu hoan hỷ dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Hy vọng Thượng Tòa không biết được. Kính thưa Thượng Tòa. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Kỳ lạ. Trước cái đường nét nó không hư, sau nó không hư, ngay cái gì ở hường dẫn nhập thì nó lại nó bị trục trặc. Chúng tôi vào hoài không được. Bây giờ cố gắng sử dụng đến cái cell phone để mà vô dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Dạ, yeah, tốt quá. Dạ, yeah, đúng rồi. Thượng Tòa đang nói đúng là nó hư phi thời. Nam Mô Bố Thầy nhá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chúng thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào chư công đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua bài kinh cũng là giáo huấn Rahula nhưng mà đại kinh. Rồi sau này đến cái bài số 147 thì chúng ta sẽ học tiếp cái bài giáo huấn Rahula tiểu kinh.
chúng ta sẽ thắc mắc vì sao mà không có liền kề lại một bài đại kinh thì số 62, còn cái bài tiểu kinh thì số 147. Cái điều này chúng tôi cũng không biết lý do tại sao, nhưng ở đây có một vấn đề là chúng ta thấy ba cái bài kinh giáo giới cho Rahula, Ambalatika, Rahulovada, Sotang, tức là bài kinh giáo giới Rahula ở tại Ambalatika mà ngày hôm qua chúng ta học số 61. Hôm nay bài 62 là Maha Rahulovada Sotang, giáo huấn Rahula đại kinh. Rồi sau này 147 thì Chula Rahulovada Sutang, giáo giới Rahula tiểu kinh được sắp trước thứ lớp trước sau như vậy đó, thì nó có nguyên nhân gì? Tức là cái bài kinh mà Ambalatika Rahulovada, kinh giáo huấn Rahula ở tại Ambalatika, về cái vấn đề thí dụ cái chậu nước, về con voi hay là về tấm gương, thì cái bài kinh đó, đó là Đức Phật thuyết để giáo giới cho Rahula trong lúc Rahula còn là vị sa di 7 tuổi mới xuất gia. Rồi sau này cái bài kinh ngày hôm nay đó, bài kinh Maha Rahulovada, bài kinh này Đức Phật đã dạy về những cái phương pháp tập tu tập cho quen ở trong cách tư duy. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe đọc nội dung. Thì cái bài kinh này ngày thuyết cho Rahula lúc đó được 18 tuổi, cũng còn là một vị sa di. Nhưng mà cái bài Rahulo Chula Rahulo Wada Sutta, tức là bài kinh giáo huấn Rahula tiểu kinh đó, thì lúc đó là Rahula vừa mới xuất gia tỳ kheo, và Đức Phật đã thuyết cái bài kinh này, cái bài tiểu kinh này đó, tiểu kinh giáo giới Rahula, là tôn giả Rahula đắc quả A La Hán. Lý do đó mà chúng ta có thứ lớp ba bài. Còn về cái vấn đề tại sao ở khoảng cách quá xa, thay vì 61 là kinh giáo giới Rahula ở Ambalatika, 62 là Maha Rahulovada Sutta, rồi 63 là Chula Rahulovada Sutta, thì sắp đặt như vậy thì chúng ta thấy nó cũng đặc biệt, cũng hay. Nhưng mà không biết tại sao mà các ngài cái tập tâm tạng các ngài sắp đi quá xa như vậy. Nhưng thôi thì chúng ta biết được thớ lớp ba bài kinh mà Đức Phật ngài đã giáo huấn Rahula như vậy vì lý do. Còn sa di mới tu hay là sa di được 9 năm, được 11 năm, sa di được 11 năm rồi mới thọ tỳ kheo để trở thành vị A-la-hán đó, thì chúng ta biết về được rồi. Bài kinh ngày hôm nay là bài kinh mà Đức Phật đã thuyết cho Rahula lúc đó tròn 18 tuổi. 18 tuổi trong pháp luật này là còn sa di chứ chưa lên tỳ kheo. Và trong cái bài kinh này có rất nhiều điểm mà chúng ta cần phải lưu ý để học tập, để tu tập. Vì đó là cái mức độ quân bình, cái mức độ trung bình
là với một cái trình độ sơ cơ là chúng ta cũng có thể học hiểu được. Cái bài kinh Ambalatika Arahulavada thì cái bài kinh đó ở cái mức độ rất sơ cơ, nghĩa là cho một người mới vào nhập đạo. Còn cái bài kinh hôm nay thì dạy có cái sự tu tập cao hơn chút, nhưng mà cũng dễ hiểu, bởi vì Đức Phật là dạy cho cái cách tu tập, vì đất, tu cái hạnh như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Và cái bài kinh này rất là dài, do vậy Thượng Tọa Giác Đẳng ngắt ra làm nhiều đoạn, có thể là hai ngày. Hôm nay chúng ta chỉ học có cái phần đầu là tu tập về năm cái hạnh của năm đại mà thôi. Bây giờ thì xin mời cô, chúng tôi đang sử dụng cái cell phone cho nên không biết ai sẽ làm em, ai sẽ trì chúng ngày hôm nay. Cô Như Quỳnh, và xin mời cô Như Quỳnh đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, vị giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Trong tuần rồi Thượng Tọa đã vì đi xa có còn việc cho nên không có thuyết, hôm nay Thượng Tọa đã trở lại sinh hoạt trong rừng của chúng ta, rất là hoan hỷ. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính bạch Ngài, hôm nay không phải là ngày con tri chúng, nhưng mà con điền khuyết nên Ngài không biết. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, con được xin đọc chánh kinh. Dạ, cảm ơn từ bi cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 62, Kinh Giáo Huấn Rahula Maharahula Hulo Sát, từ câu 749 đến 753, sẽ được Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải. 749. Tại sao gọi là Đại Kinh Giáo Huấn Rahula? Tên bài kinh này lấy theo nội dung những huấn thị Đức Phật dạy cho Sa Di Rahula, gọi là Đại Kinh vì có một bài kinh khác cũng là sự giảng dạy của Đức Thế Tôn cho Rahula, nhưng ngắn hơn và cũng là trường hợp khá đặc biệt trong sự sắp xếp của Trung Bộ. Thông thường những bài kinh trùng tên nhưng do ngắn, dài khác nhau được gọi là tiểu kinh, đại kinh, được sắp xếp cạnh nhau, nhưng tiểu kinh giáo huấn Rahula không tiếp theo đại kinh mà được đánh số 147. 750 đại ý. Đại kinh giáo huấn Rahula là gì? Theo sớ giải thì những lời Phật dạy trong bài kinh này được nói cho Rahula, năm vị này lên 18 tuổi. Trong một lần đi vào thành Sawatthi, khất thực buổi sáng cùng Đức Phật, Sa Di Rahula bây giờ vừa mới lớn khởi lên ý nghĩa tự hào về ngoại hình của mình vì con của Đức Thế Tôn. Đọc được dòng tư tưởng đó, Đức Phật đã đứng lại để khuyên dạy. Chiều hôm đó, Rahula đến gặp Đức Phật để nghe thêm sự hướng dẫn, và Đức Phật đã dạy về cách minh sát tứ đại để xua tan những ngã chấp về thân. 751. Duyên sự khởi đầu.
bài kinh này được ghi lại thế nào? Một buổi sáng, Sa-di Rahula vào thành khất thực cùng Đức Phật khởi lên ý niệm chấp thủ về vẻ đẹp của thân tướng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào sách thị. Đệ khất thực Tôn giả Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y, đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi đưa mắt ngó xung quanh bảo Tôn giả Rahula: Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi? Bạch Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? Cả sắc này Rahula, cả thọ này Rahula, cả tưởng này Rahula, cả hành này Rahula, và cả thức này Rahula. Đức Thế Tôn khai thị Sa-di Rahula không tiếp tục đi khất thực mà trở về tìm một gốc cây để tọa thiền. Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: Ai có thể hôm nay được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, còn có thể đi vào làng để khất thực. Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi, từ chỗ ấy đi trở lui về, ngồi xuống một gốc cây, kiết già, lưng thẳng, an chú niệm trước mặt. Thầy tế độ của Sa-di Rahula không biết là vị Sa-di này đã được Đức Phật giảng dạy cách tu tập, nên khuyên hãy niệm hợp thở. Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, kiết già, lưng thẳng, an chú niệm trước mặt. Sau khi thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức sức tức niệm, niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. Mấy 752. Trước hai sự hướng dẫn tu tập khác biệt, Rahula đã làm gì? Chiều hôm đó, Rahula tìm đến Đức Phật để hỏi thêm về chánh niệm hơi thở, theo lời khuyên của Ngài Sariputta. Rồi Tôn giả Rahula vào buổi chiều sau khi từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như thế nào, làm cho sung mãn, pháp môn này như thế nào là được quả lớn, được lợi ích lớn. Nhưng Đức Phật không giảng dạy ngay lập tức về pháp niệm hơi thở, mà giảng về sự suy quán đối với năm đại chủng thuộc vật chất, pháp đối trị sự ái chấp về thân của một thanh niên vừa mới lớn. Này Rahula, cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, hoàn cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân hoặc thuộc cá nhân kiên cứng, thô phù, bị chấp thụ. Như vậy, này Rahula được gọi là nội địa giới. Như vậy, này Rahula được gọi là... Dạ, cái này con bị sai chỗ. Dạ. Những gì thuộc nội địa giới, những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về chánh trí tuệ,
như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta. Dạ, con xin đọc lại. Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có một nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, niêm dịch, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như vậy, này Rahula, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới là những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh yểm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy? Cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai, nếm có thể khéo tiêu hóa? Hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ, này Rahula, như vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới là những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy sanh yểm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh đồng, bị chấp thủ như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi thật quan sát phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh niệm đi đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai,
được uống, được ăn và được nếm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được uống, được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và được tống sức xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh bị chấp thủ này ra hú đá, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Sau khi như thật quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh niệm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. Theo A Tỳ Đàm thì đất, nước, lửa, gió thuộc sắc đại, chủng trong lúc hư không thuộc sắc y sinh. 753. Vật chất chỉ được quán niệm tánh giả hợp. Ngoài các quán sát năm đại chủng thuộc vật chất, đất, nước, lửa, gió, hư không theo bản chất tự nhiên, thì Đức Phật còn giảng dạy cách nhìn theo bản chất như nhiên của vật chất như một cách an định tâm ý. Hạnh tu như đất này ra hú lá, hãy tu tập sự tu tập như đất này ra hú lá. Do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này ra hú lá, ví như trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ không tịnh, quăng phân huế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mũ và quăng máu. Tuy vậy, đất không lo âu, không dao động, hay không nhàm chán. Cũng vậy, này ra hú lá, hãy tu tập như đất, này ra hú lá. Do sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này ra hú lá, hãy tu tập sự tu tập như nước. Này ra hú lá, do tập sự tu tập như nước, khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này ra hú lá, ví như trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa sạch phân huế, rửa sạch nước. Dạ, đạo tràng có nghe lại được âm thanh của Nhược Bình không? Dạ, cảm ơn Sàng Đông. Dạ, cảm ơn. Hạnh tu như lửa. Dạ, tri ân đạo tràng. Đăng Giao Nguyệt ơi, cho bài học tiếp. Tại Nhược Bình nãy giờ nhìn bài học của... Dạ, cảm ơn. Nên không có theo dõi ở trong này. Dạ, cảm ơn Đăng Giao Nguyệt. Này ra hú lá, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này ra hú lá, do sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không nhàm chán. Cũng vậy, này ra hú lá, hãy tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả
Dạ con xin sám hối, mic của con nay cầm không vững. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập. Sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại, hạnh như gió. Này Rahula, hãy tu tập. Sự tu tập như gió, này Rahula, do sự tu tập, sự tu tập như gió, các xúc được khởi lên, không nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, như gió thổi. Này Rahula, như gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ không tịnh, thổi phân uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mũ, thổi máu. Tuy vậy, gió không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tập sự tu tập như gió. Các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại, hạnh tu như hư không. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Này Rahula, do sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như hư không, không bị trú tại chỗ nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư không. Này Rahula, do sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Dạ, chánh kinh đến nay đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Tuệ Quyền từ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Năm mươi. Dạ con xin sám hối với đạo tràng, hôm nay cái đường nét con ngang cầm mít. Con cung thỉnh Thượng tọa Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông, cùng Sư Tể Trí, cùng tất cả chư quý vị, chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutang Phakkawantang Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần cầu ý tán dương ở Đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng kinh Giáo Giới, Đại Giáo Giới, Amla Lâm Kinh, Amla Thika Rahula thì một bài kinh này rất là đặc biệt. Chúng ta vừa như là lời nãy trước khi mà Sư Tỳ Siêu dẫn nhập thì đã nói rằng thì về cái Đức Phật ngày 32-8 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì ít nhất ngài Rahula thì cũng thì chúng ta thấy cũng cũng phải sáng ngời. Thì chính vì một cái đẹp của sắc thân này mà có thể nói rằng là tâm phàm phu thì ai cũng sẽ chấp cho cái thân mình sẽ là đẹp như thế này, sẽ tốt như thế kia. Thì có thể nói rằng là tư tưởng này được khởi lên khi Rahula tròn 18 tuổi. Thì trong một lần coi như đi với Đức Phật thì ngài đã hiểu biết được cái tâm mà Rahula thích thú như vậy. Và ngài đã khuyến cáo, đã dạy dỗ cho Rahula
mà như cái như chúng ta đã được nghe cái lời kinh đã đọc, cái tư tưởng của Râu Lá khởi lên như vậy, thì chúng ta thấy đây cũng là một chiều thường tình của kiếp nhân sinh. Nó phải là một chuyện gì hết sức là to lớn, nhưng cũng nhân duyên sự đó, Đức Phật Ngài để là dạy là cho đời, cho tất cả chúng ta một bài học lớn, đó chính là đừng có chấp sắc thân của mình. Mà chỉ như thế thôi, Đức Phật Ngài cũng chỉ nhắc khéo thôi. Sắc, các sắc nó vô thường, các sắc nó lầu dầu là sắc, thế sắc xa sắc gần gì hãy quan sát, cái này nó không phải là của thật của ta đâu, đừng có dao động, đừng có suy nghĩ như vậy. Thì một cái lời nhắc khéo đến Phật, đến Râu Lá, thì chúng ta biết Ngài Râu Lá tuy Ngài khởi lên cái tâm với cái chủng tính phàm phu như vậy, nhưng có thể nói rằng chúng ta có thể xác định rằng là Ngài Râu Lá là một bậc đại trí tuệ, muốn quý vị biết chứ cũng không có phải bình thường. Nhưng phải vừa nghe Đức Phật Ngài nói như vậy, Râu Lá biết là một lời dạy của bậc thầy, thì Ngài đi về để mà Ngài nội quán, nội tĩnh tâm lại. Và khi nội quán tĩnh tâm lại đó, thì gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài lại dạy cho Râu Lá về cái nhập xuất tức niệm. Nó ở đây cho chúng ta thấy nó có hai cái lời dạy, thì nó có khác nhau về, chúng ta gọi là cái, như là một pháp môn, nhưng quả thật thì tu tập thì nếu tu tập về thiền quán thì nó cũng chỉ chính là ý niệm của tâm, của niệm được tốt đẹp. Bây giờ cái tâm của Râu Lá đang chấp về cái thân, chấp về cái sắc thân mình, chấp về cái tướng của mình nó tốt đẹp, thì Đức Phật này sẽ mở rộng về cái tướng, gặp Ngài Râu Lá, Ngài nói về cái tánh, để tâm giữ thở ra thở vô, để tâm nó có chánh niệm, tâm nó vững vàng. Thì đây chính là một sự phối hợp. Tại sao mà sắc nó là thô hay tế, xa gần, thọ cũng như thế, rồi tưởng cũng như thế và thức cũng như thế, cái đó nó không thuộc về ta, không thuộc về cái của ta. Nói như vậy để chúng ta không có một sự chấp ngại. Đời chúng sinh là một con người, chúng sinh phàm phu luôn luôn tự mãn, luôn luôn ái chấp về những gì mình có. Mình đang có về sắc diện, mình đang có về tuổi thọ, mình đang có về sức khỏe, mình đang có về địa vị, vân vân, tất cả mọi thứ nó nhiều. Nhưng nói chung là ở cuộc đời này thì cũng như là sắc thọ tưởng hành thức, rồi đó chính là cái điều mà nó luôn luôn nó đi theo chúng ta. Thì Đức Phật Ngài dạy đừng có chấp nó, đừng có chấp nó là ta, là của ta, bởi vì cái này rồi nó sẽ vô thường, cái này rồi nó sẽ chính vì cái sự vô thường, chính vì sự biến đổi mà chúng ta đau khổ. Sự thật ra là chúng ta biết với những người mà khi có sắc đó, mà nó mất đi đó, họ bị người ta hại bằng cách tức là hay là họ bị tai nạn, thì quý biết một sự khủng khiếp đối với một số con người. Khi mà đọc những cái vụ án nó mang tới vấn đề là ghen tức, mà người ta tạt axit hay người ta dùng lưỡi lăng rạch vào mặt của người đó, thì chúng ta thấy nó khủng khiếp. Cái người chịu cái đau khổ đó, họ mất đi một cái sắc diện thì nó đau khổ như thế nào. Thế này cũng muốn nói đến cho tất cả chúng ta biết là bởi vì cái sắc chúng ta giàu cho có đẹp như thế nào rồi nó cũng sẽ vô thường. Vô thường theo năm tháng và thời gian, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, thì cũng nói là chúng ta nói cái sắc thôi. Thế nó hiện hữu, nó liền bên ta đó, nhưng điều sự thật ra nó cũng chỉ có sự thay đổi
Bây giờ nó có một cái hình hết sức là để chúng ta suy quán, tức là một cái hình từ một cái thiếu nữ rất là đẹp cho tới khi lớn tới tuổi, từ cái tuổi này cho tới bắt đầu tới tuổi trung niên và đến tuổi lão niên, đến khi mà già cả lớn tuổi, thì ai cũng như thế. Và lúc mà chúng ta vào những cái lúc xuân thì, vào những lúc tuổi 18, tuổi đôi mươi, Nam mô Bụt Thầy giá và con thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Nam mô Bụt Thầy giá và đạo tràng, có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ sư có nghe được âm thanh của con cung thỉnh sư cầm mic trở lại. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ con cung thỉnh thượng tọa Tị Viện cầm mic trở lại ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ cảm ơn chú Phan. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói lại không ạ? Dạ rồi, dạ con cảm ơn thượng tọa. Thì kính thưa quý vị, thì vào những lúc mà tuổi chúng ta đang nói xuân thì chúng ta luôn luôn chấp. Nhưng điều mà sự thật ra thì cái chấp này là đó là cái tuổi tác mà Đức Phật Ngài hiểu biết rõ, phải nói hiểu biết rõ về cái tiến trình của kiếp chúng sinh. Giờ nhắc nhà đấu lá, cái mà nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân chồng chất bao nhiêu là bấy nhiêu là khổ sầu, thấu của kinh Đức Phật này dạy như vậy, để chúng ta thấy chúng ta đẹp lắm, chúng ta giàu mạnh lắm, chúng ta khỏe lắm, nhưng điều mà cái đó nó không thật sự tồn tại. Mà nếu chúng ta chấp nó là mình, đó là của mình, thì điều này nó hết sức là nguy hiểm. Khi mà đi về, khi mà không đi khất thực nữa mà đau lá đi về gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy như vậy, và chiều về bạch lại hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài không chỉ dạy trực tiếp về cái nhập xuất tức niệm, hơi thở ra hơi thở vào, Ngài dạy về cái tánh nữa, mà nói về đang tiến cái tướng, thì Ngài dạy cho đau lá về bốn sắc tứ đại, tức là đất nước lửa gió và hư không, tức là sắc y đời sinh đó. Dạ. Để nói cái gì? Mục đích là nói cho Rau Lá biết rằng cái đất nước, cái lửa, cái gió này nó chỉ là yếu tố của vật chất mà hình thành nên một cái tấm thân này. Một cái tấm thân này nó gồm có 32 thể trượng của chính nó, là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thủy, đàm, mồ hôi, nước mắt, vân vân. Tất cả một hàng số như vậy để thấy rằng này Rau Lá, những yếu tố đó, những điều kiện đó, nó là như thế nào, đừng có chấp nó chỉ nó là như thế. Bởi vì chúng ta dạy để chỉ
để giải quán cái thân này nó bất tịnh, quán cái thân này nó không có thật có. Chúng ta cho tóc là đẹp, nhưng được cả ngày không, nếu một ngày chừng 2-3 ngày không tắm thì cái đầu nó rất là hôi. Cái tóc đẹp lắm à, bởi vì nó phải có tuyến mồ hôi mà nó đào thải ra, vân vân. Thì cái nhìn của cái quán về cái thân bất tịnh 32 thị trường rồi, tóc lông móng răng da thịt tủy đàm mồ hôi nước mắt vân vân, tất cả những điều mà 32 thị trường chúng ta tạm gọi nó hiện lộ 32 thị trường để dạy cho tất cả chúng ta nhìn thấy. Dù cho cái đẹp như thế nào, có xấu như thế nào, một diễn viên đẹp lắm ở trên sân khấu diễn cho hay, diễn cho tốt, sắc đẹp mỹ miều coi như là showroom trưng bày lên hết nét hết cỡ, nhưng điều khi cái tấm màn nhung nó khép lại trở về cái đời thường thì bản lai diện mục không lại hoàn về cái của chính nó. Ở cuộc đời này cũng như thế, cái mà chúng ta phải chịu một cái sự đào thải, cái mà chúng ta phải chịu một cái sự nhấp nhú của thân xác này, mà quý vị biết mình chúng ta nhìn đó, thì chúng ta nhìn bằng một cách của cái người phàm phu thì ngã chấp như để đứng trên cái nhìn của các bậc thánh hiền, các bậc trí tuệ. Thì người ta tới nó chỉ là 5 tháng thôi. Chúng ta chịu khó nhìn một chút xíu, nó qua nhanh quá trời. Thời gian nó qua nhanh, mà chúng ta chấp về cái thân của mình, mà chúng ta không biết rằng có cái tứ đại trong thân ta đây, cái nội giới, cái ngoại giới, hay cái nội thân, nội tâm này, nó là diễn tiến và nó nhơ nhóc và nó khủng khiếp lắm. Đành rằng trong cái thân tứ đại này, trong cái tấm thân của đất nước lửa gió nó hòa hợp hội tụ này, như hồi nãy chúng ta nhớ đó, cái yếu tố của tứ đại, yếu tố của đất, của nước, của lửa, của gió, yếu tố đó nếu chúng ta sợ sệt, chúng ta hôm nay tự nhiên bây giờ mình đang nó mát, yếu tố của nước nó nhẹ nhàng, tứ đại nó điều hòa thì chúng ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu tứ đại nó bất hòa, nóng quá, lạnh quá thì chúng ta biết chúng ta bệnh. Bởi vì nó muốn nói cái gì? Nó là có yếu tố, nó sẽ dao động và nó di chuyển. Nói như vậy để chúng ta biết Đức Phật này hiển bài lên, dạy hết tất cả lên để chi? Để chỉ cho Rau La đừng có chấp thủ cái tấm thân của chính mình. Tất cả nó là giả, tất cả nó là cái điều không thật. Rồi nó sẽ mất đi, rồi nó sẽ không tồn tại, rồi nó sẽ bị biến chuyển, nó không như ý của mình, nó không như cái điều mà mình muốn. Ai không muốn mình khỏe, ai không muốn mình đẹp mái, ai không muốn mình mạnh khỏe dài lâu. Nhưng phải nói rằng cái mạnh khỏe đó nó còn yếu tố của cái gì? Của nghiệp, duyên của nghiệp. Mà chúng ta được mạnh khỏe là dài lâu hay không, rồi yếu tố đó. Và nó cũng thêm một yếu tố nữa, đó chính là cái tâm tu của mình nó có vững hay không, để chúng ta mới đi đến, mới đạt được, mới thành tựu được cái giá trị tu tập, hay là cái giá trị nhầm chán, cái giá trị xả ly. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn á, cứ nhìn đẹp mãi đó thì chúng ta ái chấp nó khởi lên. Mà chúng ta nhớ có một cái vị tỳ kheo mà sao nó quên quên nhiều gì đâu có nhớ, cái ngày như là cái ngày rất là đẹp, hình thái rất là đẹp, cho nên người ta nhìn vào á rất là mê thích, nhìn cái tướng ngày rất là đẹp. Rồi quý vị biết ngày mới hiện thân lại mà là cái hình rất là xấu xí. Tự nhiên sao quên cái tên của cái ngày tính thân đó. Dạ, ngài con cảm ơn sư phụ. Dạ, ngài cái chị Nhanh Ác. Dạ, ngài cái chị Nhanh Ác. Thì quý vị biết nội chiếc bao nhiêu đó thôi, ngài quá hiện lên cái hình thái nó xấu. Để cho chúng sinh nhìn, bởi con người mới cứ nhìn bằng cặp mắt không à. Bởi con người là bằng cái nhìn của cặp mắt.
chúng ta cứ nhìn cứ đẹp, chứ sự thật ra ngày quá hiện xấu cái là dội liền, tức người ta ngại liền. Thế cái đấy nhìn đó chúng ta biết ai chấp thôi. Mà quý vị biết là cái người Thái Lan, cái người giáo, người ta tượng hình của ngài cũng có cái hình xấu như vậy luôn. Nhưng phải nói rằng đây là những người có phước á, xấu như vậy và người ta thờ cái hình đó, ngài cách cha ná đó nha. Thì như là một người đầy đủ cái vừa sắc diện vừa tài lộc luôn, nó mới được đầy đủ như vậy. Tuy làm lại cái hình thái nói xấu thì chẳng qua chức là cái nhìn của tất cả kiếp con người, mà cái đó là chính là cái không thật. Mà sự thật ra ai cũng tự cho rằng mình có thể đẹp do mình không biết làm đẹp. Đây là cái điều mà nữ nói rằng người nào cũng đẹp hết do người đó biết làm đẹp. Cái mà chúng ta nói như vậy đẹp hay là xấu gì đó cũng do cái tâm, cái phước của con người thôi. Và cái đó cũng chỉ là cái chuyện là bình thường. Nó đẹp bằng cái gì? Đó chẳng qua là sắc thân này. Mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời, dầu cho là yếu tố này như thế nào, nó như thế nào, như Đức Phật ngài nói cho Rao La biết rằng tứ đại nó hợp thành, trong đó nó có hư không. Tứ đại nó hợp thành, và tứ đại này là yếu tố, có tứ đại nó hợp thành đó thì nó sẽ có yếu tố của thể trược đó, yếu tố của đất, của tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, vân vân vân. Và hãy nhớ rằng đây là nó là yếu tố của nội giới, yếu tố của ngoại giới, rồi yếu tố của nội thân, yếu tố của ngoại thân. Bây giờ cái nội thân này chúng ta đẹp cách mấy, bất cứ người nào đẹp cách mấy cũng vậy, thì nó cũng phải đào thải của thân xác này. Nếu như mà không tắm dừng 3-4 ngày có đẹp cách mấy cũng vậy, chúng ta lại gần chúng ta cũng ớn ốc. Đấy là cái sự thật, cái sự đào thải. Mà cái sự thật đó chính là để nhầm lại cái gì? Nhán quán tưởng để chúng ta thấy chúng ta nhầm lẫn, để chúng ta ly tham, để chúng ta bớt chấp thủ. Mà con người nào mà ái sắc thân nhiều quá nó sẽ khó tu, cứ gìn giữ cái thời gian ở với trau chuốt và trang điểm nó cũng khổ lắm. Nhưng không phải là nói đến tu chúng ta làm cho chúng ta xấu đi rồi chúng ta mới tu được, không phải như vậy. Mà ở đây nói rằng tâm chúng ta không có bị chấp thủ ngay lúc đó. Chứ dĩ nhiên bằng thí dụ giờ nữ nhân mà nói tới cái chỗ này kêu người ta đừng có làm đẹp thì người ta rất là buồn. Bởi vì cái người ta nghĩ rằng người ta đẹp, cũng như bây giờ quý vị biết người ta xấu mà khen đẹp ta cũng thích nữa. Người ta sao như vậy? Bởi vì người ta chấp thủ là cái chấp thủ cái đẹp mà như vậy nó khổ vô cùng. Có nhiều người bỏ thời gian, bỏ tiền bạc đi để sửa sang sắc đẹp, để sửa sang tất cả mọi thứ. Nó nguy hiểm vô cùng về hóa chất mà nó đưa vào trong người mình. Nhưng được một cái thứ hai nữa, họ chấp nhận như vậy bởi cái gì? Họ muốn người khác, họ muốn chấp thủ rằng họ đẹp, mà thật sự được đẹp để người khác nhìn, được người khác ngó, vân vân. Thì ta thấy như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập phải hiểu được cái điều đó, phải biết buông bỏ. Dầu cho cái đẹp như thế nào, dầu cho cái đẹp như là hoa hậu hay là đẹp như hoàng vũ như rồi, tất cả nó cũng sẽ khủng khiếp. Cái này chúng tôi nói nhiều lắm, nhiều chúng tôi đã gặp đã thấy. Quý vị suy nghĩ đi, chúng tôi gặp một cái bà đó mà bà hoa hậu của chừng thập niên 30-40 đó, dáng người ốm cao mà quý vị biết, hình như lúc gặp bà như 80 mấy, gần 90 tuổi, 80-90 tuổi đó quý vị. Thì cái sự khủng khiếp như thế nào, nhưng cũng tự tin lắm. Mà sư thấy tôi như thế này giờ và cả chứ trước kia là tôi coi như là hoa hậu đó nha. Dạ quý vị thấy, cách cho tới bây giờ tới già cũng còn rất đẹp nữa. Cho nên vì vậy cái sự tu là một điều cần thiết. Giờ rồi khi chúng ta, đây là cái quán để khi chúng ta không phải bận phiền, bận tâm trang điểm dồi trao, rồi cuối cùng mới thấy là tất cả nó cũng bản lai diện mục nó hoàn lại.
hãy để cho cái sự sanh của sắc pháp, của tâm, của sắc pháp này nó đến đi một cách chuyện bình thường, nó phải như thế. Người ta không quan trọng cho cái chuyện ở ngoại vi nữa, mà cần phải tập trung nó vào một kỷ niệm chính. Thì đó chính là Đức Phật Ngài muốn Ngài đau lá. Đừng có chấp cái thân xác của mình, đừng chấp cái tướng đẹp của mình hay là cái điều tốt của mình. Thì đây là một điều mà chúng ta, đó là một cái lý thứ nhất. Cái lý pháp thứ hai nữa, đặc biệt Ngài dạy cái tâm tu như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Một cái tâm tu này quá trời tuyệt vời này. Cái mặt đất á, người ta có bỏ thơm bỏ thối, người ta có khạc nhổ, người ta có phỉnh phạt gì, mặt đất vẫn là tự nhiên. Làm sao tâm của ta được như vậy quý vị? Đây là một điều mà đòi hỏi cái người tu phải suy nghĩ. Mình phải tập tu thôi. Bởi vì nếu chúng ta ly tham á, chúng ta không chấp chấp ngã đó, thì chuyện nó rất nhẹ. Khi mình bị người ta nói, khi mà ta khen, khi người ta chê mình á, mình không có sao động. Khi người ta khen mình không có phải nở nó, coi như là người ta coi như nở lỗ mũi ra, thích thú vô cùng. Và đến khi người ta chế mình một cái, coi như rồi coi như âu sầu ủ dột, để tự tâm ta nó không thật. Tại sao như vậy? Bởi vì mình chấp. Người ta khen bởi trên mà trong cái giao tiếp, cái nghệ thuật giao tiếp đó, hãy khen người ta có hay không, cứ khen người ta đi. Một trong những cái ưu điểm mà khi mà giao tiếp, anh phải luôn luôn khen người ta, không được chê người ta bất cứ điều gì. Dẫu cho người ta không có, dẫu cho người ta xấu, cứ khen là tốt. Nhưng cái đó thuộc về cái tâm lý. Nếu nhầm có mục đích gì đó thì người ta làm. Chúng ta làm sao người ta khen mình, dẫu cho mình cái điều đó mình thật có, mình cũng không có bị sao động. Người ta có chê mình thì mình cũng không có buồn tủi. Cái câu mà hạnh phúc kinh hay vô cùng. Khi xúc chạm việc đời, tâm đừng động đừng sầu, nó tự tại và vô nhiễm, sẽ là phúc lành cao thượng. Chúng ta chưa là người có thể nói rằng tự tại và vô nhiễm. Nhưng kính thưa quý vị, khen, họ khen mình cũng hờ thì à, biết là người ta khen, người ta chê, thì chúng ta cũng nhớ rằng xưa và nay thì chính Đức Phật mà còn có kẻ khen người chê, biểu chê chúng ta là phạm phu. Rồi thì hay là khi người ta khen hôm nay thì chúng ta cũng phải tự biết rằng rồi cũng sẽ có người khác. Ở đời cái chuyện khen chê nó chỉ là một chuyện bình thường. Một cách khác nữa, chúng ta phải nghĩ rằng dẫu cho bây giờ người ta có thích thú mình hay không gì, thì cái đó tất cả là do cái nhân duyên thôi. Khi người ta cái duyên, có duyên với mình đó, thì người ta rất dễ cảm mến. Mà khi không có duyên với mình đó, chẳng những người ta không cảm mến, là mô Phật cảm ơn rồi. Mà nếu như nghịch duyên thì chẳng những người ta chê mà người ta còn hại mình nữa. Thì chúng ta suy nghĩ một cách suy quán về cái nhân quả một cách rộng hơn, để chúng ta vượt qua, để chúng ta không có cảm thấy bị dao động ở ngay chỗ đó, mà tâm tư của mình không có chấp thú, không có chấp thủ đem chuyện đó. Nước cũng vậy, nó gió cũng vậy, lửa cũng vậy, nó không có bị dao động bởi cái gì, bởi cái mà dơ, bởi mà cái hôi cái thối, bởi mà cái nặng cái nhẹ, cái tốt cái xấu trong cuộc đời này. Đúng đó, vô tri vô giác, nhưng tâm của mình cũng phải biết, phải biết trơ trơ bất động, trơ trơ bất động ở trước cái đó, cũng trơ gan cùng tế nguyện một chút xíu, luyện cái tâm mình cũng phải làm một chút xíu nào nó cứng rắn. Mình luôn luôn mong muốn được người ta khen, và không bao giờ có chuyện đó. Ai cũng sẽ được khen và bị chê, đây là tất nhiên trong cuộc đời này.
Vậy chúng ta làm sao giữ vững cái tâm tu của mình, giữ vững được cái tâm của mình? Mà giữ vững cái tâm của mình là sao? Khi mà khen mình thích thú, đó chính là ái tham khởi lên. Khi mà người ta chê mình, chính là cái sân đột nó khởi lên. Tức là cái sự tật lận hối mình, nó không vừa lòng, nó khó chịu, bực bội khi bị người ta nói mình như thế này, nói như mình như thế kia. Thì dù trước mặt hay sau lưng, họ muốn, cái đó là quyền của họ. Nhưng kính thưa quý vị, có một điều mà chúng ta biết, mà chúng ta phải nhớ một điều mà mình đừng bao giờ đừng có tập cái tính mình nghĩ xấu về người. Mình phải tập tu cái tâm tu của mình, tức là mình không nói xấu, không nói xấu, đừng nghĩ xấu về người. Và khi mình nghe người ta nói xấu mình biết tự cảm đi, cũng như cái từ bi nha, mình tập nó quen thì nó không được thành thánh thành Phật. Người ta nói không được thành thánh thành Phật, nhưng nó cũng ít nhất cũng được là một chút thành nhân. Không được thành nhân một cách tuyệt đối, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, thì ít nhất mình cũng biết đạp thắng bớt, cũng rà thắng lại, cũng đạp phanh một chút xíu. Chứ đừng bây giờ mà chúng ta cứ chạy theo cái lúc nào cũng cảm thấy vui, lúc nào cũng cảm thấy thích, là chúng ta gạt ngay. Rồi, kính thưa quý vị, một điều sự thật, dầu cho có khen, có chê, có ưa, có thích, có ghét, có gì tất cả, chúng ta cũng là chúng ta thôi. Họ khen mình nhiều à, được cái gì? Họ chê mình nhiều, rồi chút xíu mình phải về, họ cũng đi về, không gặp nhau nữa. Thì tự chúng ta không cần thiết phải câu thúc, không cần thiết phải đeo mang một cái điều đó. Đi đường xa ở trong cuộc đời này, mà bao nhiêu mà chúng ta phải nhớ rằng người này mình ghét, người kia mình thương, người này mình trả, người kia mình phải trông đo chắc điếm như thế này thế nọ, thì uổng cho cái kiếp nhân sinh của người đó. Cả một đời như vậy, vì một cái tiếng nói của người, vì cái hành động của người, mà mang đi ôm cái sự oán thù, ôm cái sự oán giận, chi mà khổ thế. Thật sự khi chúng ta sống với những gì, với những người mà không có thù hận, với những người không có đau khổ, và thật sự tâm chúng ta khải tập cho tâm của mình, tự mình phải cởi trói, mình chính mình cởi trói, đó chính là mình cởi trói cho cái chuyện cái tham ái của mình đó, chứ không ai giúp cho mình hết đó. Cuộc đời có vui, đời có buồn. Hôm nay quý vị khỏe thì ngày mai có bệnh cũng là chuyện lạ. Bây giờ được may mắn, ngày mai nó hơi bị cứ như thiếu một cái điều kiện tốt, thì đó cũng là một chuyện bình thường. Hiểu như vậy, biết như vậy thì nó là một chuyện khác. Chứ còn cứ ôm ấp rằng mình đẹp à, mình giàu à, mình giỏi à, đến khi mà người ta chê mình cái nó thương, bị khủng khiếp. Trong đời, cuộc đời này nó là như thế. Mà lúc đó chúng ta nhớ đi khất thực, cái ác ma coi như là chẩn đường này chẩn đường nọ cho Đức Phật không có được người ta cho được dân chúng người ta để bái. Thì A-tu-la nghĩ rằng là Đức Phật ngày buồn, ngày khổ như Đức Phật không, xưa và nay đó, ai mà không được khen, ai mà không bị chê, xưa và nay ai cũng như là này A-tu-la, Như Lai tâm luôn luôn an lạc như trời. Như trong kinh nói rằng lúc đó phải ngàn quá điệp thực, cách nào để chư thiên phải cúng xuống cúng cho ngàn. Mặc dù ác ma đã chuyển đổi tâm của những cái người thí chủ, tức là không có quan tâm, không có cúng cho Phật, nhưng quả thật cái phước của Phật mà làm sao mà thiếu được. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời này, những cái bài học của Đức Phật ngày để lại cho dạy cho chúng ta, đó là chính là cái gì? Cuộc đời này là như thế. Và rồi quý vị biết những gì mà chúng ta thân thương triều mến, những gì mà chúng ta dù là cha là mẹ, con cái, ông bà, vợ chồng, cái cả chuyện tu tập, thầy tổ huynh đệ, thân thương là những người đệ tử, là những người bị thầy tổ, là những sư huynh đệ của chúng ta, rồi sẽ ra đi.
Nhưng quả thật đây cũng chính là cái điều cái gì phải biết như vậy. Dầu cho mất mát, dầu cho nó có khổ đau, nhưng nếu biết tu thì nó trong dây cũng trong một thời gian, rồi nó đi qua quý vị, chứ không phải là tồn tại được nếu như biết tu. Bởi vì dầu biết rằng bỗng sau câu cửa sổ vẫn cảm thông lý khổ đại đồng đã đành đành vậy, nhưng tâm của mình nó có đau đớn, có tiếc nuối, có đau thương, như là một dòng chảy nó bị tấp lại một chút xíu, rồi những cái cơn nước mạnh ở phía sau sẽ đẩy nó đi, rồi sẽ hiểu, rồi sẽ biết. Để mà chúng ta đạt được cái tâm mà như bất động, hay là ít nhất là không động không sầu, thì ở đó chúng ta tập buông bỏ được cái ái chấp nhiều. Chứ không thể nào mà tự động mà không cầm, tự động mà coi như tự nhiên mất mát trôi xa tầm tay với những gì mà chúng ta đang cầm, đang nắm, bây giờ nó trôi xa. Mà nói rằng chúng ta đừng buồn, đừng vui, mà chúng ta có thể thực hiện được cái điều này, đòi hỏi rằng mình gặp nhiều, mình biết nhiều, mình cảm nhiều, mình trải nghiệm nhiều, thì nó đỡ hơn, phải đỡ hơn. Hơn là một cái mà chúng ta cứ ôm ấp, chúng ta cho đây một cái, đây là một điều tốt đẹp, đây là một điều mà không thể nào thay đổi, thì đây chính là chúng ta đau khổ vô cùng. Rồi cuộc đời này bị vô thường, bị khổ não, bị vô ngã nó chi phối, và kiếp con người không nói rằng sống nay chết mai nữa, mà chúng ta rất là vô thường. Bây giờ một chút xíu thôi, tất cả chúng ta, những người có giữ cách mấy cũng vậy, rồi chúng ta bị corona một chút xíu là xem như là bị cách ly. Bây giờ thế là hay lắm ha, có đẹp cách mấy cũng vậy nó cách ly, có đẹp cách mấy cũng vậy, có hay cách mấy cũng vậy, cách ly xong rồi giam chúng ta ở đó, rồi cuối cùng không biết có trị điều trị được hay không, rồi bắt đầu lên đường chết. Đó rất có đẹp lắm ha. Thì hãy tập, chúng ta hãy tập, nếu mà chúng ta bị corona thì sao ta? Trên cái người ta nói rằng là đừng nói vậy là xui, nhưng sự thật ra nếu trên cái nhìn của Phật lý ấy, thì chúng ta nhớ là cần phải hiểu rằng nếu chúng ta bị corona thì chúng ta phải, tâm của mình phải như thế nào. Đây là một giá trị tu tập, chứ phải là cứ đeo khẩu trang rồi cứ coi như rửa tay. Quả thật mình phải làm như vậy, mình vẫn đeo khẩu trang ở khi giữa đông người, mình đừng có tiếp xúc nhiều thứ, mình cũng giới hạn cái sự sinh hoạt đông người. Nhưng điều mà dẫu cho cái ai mà kỹ bằng bác sĩ, ai kỹ bằng y tá cũng bị thôi. Cái duyên mình phải bị cộng nghiệp với những người này, mình phải cộng nghiệp với cái nạn của mình, nó chết, tuổi thọ mình nó ngắn, phải bị bệnh chết, thì chết bằng corona này. Thì chúng ta phải có một sự chuẩn bị cho mình trước. Tự nhiên cách ly coi như là 14 hoặc 20 ngày gì đó, mà không ai tiếp xúc, không ai được tiếp xúc cho mình sống mình. Mà đó là sự thật. Và hãy tự cách ly mình đi. Hãy tự mình giữ gìn cho cái gì. Cái tai của mình giữ gìn cho cái gì. Cái mũi của mình giữ gìn cho cái cuộc sống của chính mình, rồi chúng ta sẽ như thế đó. Hôm nay không bị cách ly thì cuộc đời này nó cũng cách ly mình thôi. Quả thật mình cũng cuối cùng cũng một mình đến đây, và cuộc một mình cũng ra đi. Hãy chuẩn bị cho hành trang đó, hãy chuẩn bị cho một cái điều kiện nó phải tới và nó phải xuất hiện lại như thế. Thì như vậy thì chúng ta đỡ phải thì coi như là tự ngã quá nhiều, đỡ có một cái là khinh khi ngạo mạn, xem thường người khác, hay hoặc là tự cho mình là giỏi, tự cho mình là giàu, tự cho mình là đẹp, vân vân, tất cả nó sẽ không là cái gì cả. Đẹp lắm mà, giàu lắm mà, rồi khi chết tới thì không có một ai mà có thể can dự được tiền bạc, ngọc ngà, châu báu, đô la gì, đâu có thể mua được mạng sống.
đó chính là sự thật. Khi mà hiểu được như vậy thì chúng ta mới có cái tâm tu, thì chúng ta sẽ tìm ra cái lý tu của mình tốt hơn. Bởi đó chính là một điều mà hiểu được như vậy cuối cùng là chữ gì mà trong nghiệp quả chúng ta nhớ, cái gì đó là điểm tựa, cái gì nó là một cái kamma sa kamma hi kamma da ya do kamma yo vi kamma patu kamma pati sarano yang kamma karissami, thì chính là cái chỗ này nó mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta thừa tự cái chúng ta mang theo cái gì, chúng ta y cứ và điểm tựa nó là cái gì. Cho nên cái tiếng kia mà dầu cho là đẹp là khen là chê như thế nào, tâm của chúng ta phải giữ như như đất, như nước, như lửa, như gió. Không, gió sẽ không có bị cái chuyện gì, dầu cho là vật thơm vật thúi gì gió nó cũng thổi đi qua. Lửa này dầu cho được tốt được xấu gì, cái thơm cái thúi vừa vân, tất cả nó đi qua hư không này nó cũng không có bị vướng mắc. Tâm của mình có đôi khi mình tập nó trư trư bất động vô, coi như là đừng có bị tác động nhiều. Bịt bớt tai, bịt bớt mắt, bịt bớt miệng và bịt mũi thì chúng ta không có bệnh, chúng ta bớt bệnh, chúng ta đỡ đau khổ hơn. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cái bài kinh hôm nay nói đến một cái sự đừng có chấp thủ cái sắc thân này, tất cả nó chỉ là một cái ổ chứa của đất nước lửa gió, của 32 thể trường thôi. Cho nên mà chấp như vậy thì chúng ta sẽ đau khổ, chấp như vậy là sẽ tham ái khởi sanh, sẽ làm chúng ta đau khổ sanh tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng con có đôi điều trình bày như vậy, một lát nữa cũng thỉnh trên Pháp Đức Tăng quý ngài sẽ diễn bài những cái lý tốt đẹp và sâu xa hơn nhiều nữa. Dạ, nếu có điều gì sẽ tất kính nữa, mong quý ngài cũng có vị quan trị cho. Dạ, xin chấm dứt thời gian trước đây, kính dân phước lành đến và kính dân đến sư trưởng cùng được sư huynh đại lực, mong tất cả chúng ta được an lạc, được tẩu hóa, và mong cho sư trưởng và sư huynh được tiếp tục tu tập để cuối cùng thành tựu sự an lạc giải thoát ở nay và ngày sau. Dạ, chúng con xin xuống mít kính thỉnh thượng tọa giác đẳng cộng chủ trì cuộc thảo luận. Nam mô Phật Thà Chân. Sa thú kính chân thượng tọa thượng quỳnh. Bất thượng tọa thượng siêu thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa thượng siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu hỏi số 1. Và bạch thượng tọa từ xưa ở trong bài kinh hôm nay thì đặc biệt là Đức Phật dạy về dạy tôn giả Rohula cách quán tưởng ở trong hai cái hình thức, một là cái thực chất, hai là cái đặc tính, mà qua đặc tính chúng ta sẽ tu tập được. Nhưng mà trong đặc biệt là ngài đề cập đến năm pháp ở trong lục đại duyên khởi, không đề cập đến thức mà đất nước lửa gió hư không, thì tôi thì xuống quan hệ cho biết là hư không có phải là một thực hữu không? Dĩ nhiên là một trong ai thì làm nói là trong 28 sắc thì ngoài 4 sắc dưới đại ra thì còn 24 sắc y sinh, và hư không đó là một ở trong những cái sắc đó. Nhưng mà hư không là gì? Hư không có phải là một thực hữu không, hay là hư không chỉ là như cái khoảng cách giữa các bộ sắc, giữa các sắc na sắc pháp thôi? Cái thỉnh thì cần cái sự Nam mô Phật Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây dựa vào
cái lời dạy của Đức Phật cho rằng là thì tu tập như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Năm thứ đó đều là cái pháp thi thiết, chứ không phải nấu đến một cái thực hữu. Bởi vì nếu mà là thực hữu sắc pha quá hay là cái pháp thực tính thì đất nước lửa gió hư không thì nó có cái đặc tính khác. Và với cái đặc tính khác đó mình không thể lấy làm cái pháp tu được. Này Râu Lá, hãy tu tập. Sự tu tập như đất. Đất ở đây Đức Phật nói rằng này Râu Lá, ví như trên đất người ta quăng đồ tịnh, đồ không tịnh, tức là đồ sạch đồ dơ đó. Đồ sạch đồ dơ, quăng phân quế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mũ, quăng máu. Tuy vậy đất không lo âu, không dao động, không nhàm chán. Cổ Râu Lá, hãy tu tập cho đất. Rồi này Râu Lá, hãy tu tập như nước. Này Râu Lá, ví như trong nước người ta rửa đồ sạch, rửa đồ dơ. Người ta rửa sạch phân quế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mũ, rửa sạch máu. Tuy vậy nước không có lo âu, không dao động, không nhàm chán. Này Râu Lá, hãy tu tập như lửa. Này Râu Lá, ví như lửa đốt các cái đồ sạch, các đồ dơ, đốt phân quế, đốt nước tiểu, nước miếng, đốt mũ, đốt máu. Tuy vậy lửa không có lo âu, không có dao động, không có nhàm chán. Này Râu Lá, hãy tu tập như gió. Này Râu Lá, như gió thổi các cái đồ sạch, thổi các đồ dơ, thổi phân quế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, mũ, máu. Tuy vậy gió không có lâu, không dao động. Này Râu Lá, hãy tu tập như hư không. Này Râu Lá, ví như hư không, không bị trú tại một chỗ nào. Như vậy thì ở đây thứ gì? Dựa vào năm đoạn trên, Đức Phật Ngài lấy đất được lửa gió như là một cái thí dụ để nói đến một cái vị tu tập phải có cái sự bình thản, xả ra, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại với các cái xuất khả ái, không khả ái được khởi lên. Do vậy hư không trong trường hợp này, như trong câu hỏi thì trả lời là hư không trong trường hợp này là một cái pháp thi thiết chứ không phải là một thực hữu, như là Pricheda Rupa sắc giao giới, không phải là sắc giao giới, là
giới hạn giữa các sắc. Khi mà các tế bào sắc sanh khởi thì nó có cái giới hạn, thì cái giới hạn đó, đó được gọi là một thực hữu hay là một pháp thực tính. Còn ở đây thì không, ở đây thì chỉ là hư không bình thường, ở đâu cũng có hư không. Ở trong cái khoảng không chúng ta, hễ mà chúng ta ở để đồ ở chỗ nào, một cái tủ cái giường hay là chúng ta xây một cái ngôi, thì cái chỗ nào là bức tường thì chỗ đó nó choáng cái hư không. Nhưng mà cái chỗ nào không có bức tường thì có tấm vách á, thì cái chỗ đó hư không có mặt. Dầu cho ở phòng khách sang trọng, hư không vẫn có mặt. Ở trong nhà tắm, nhà vệ sinh, ô uế, nơi đó hư không vẫn có mặt. Thì đó là chúng ta lấy cái hư không này, chứ không phải là cái hư không mà thực tính theo cái sắc, cái giao giới. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Dục Đẳng nêu như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sao xuống cái đường Thượng Tọa Thầy Sư? Mà Thượng Tọa Thầy Sư, ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đã giảng về cách quán sát tứ đại dựa trên thân này, nhưng mà sau đó thì Ngài lại tiếp tục để giảng thêm cái hư không. Rồi Ngài lại giảng về cái suy niệm, về cái đặc tính của đất nước lửa gió hư không. Thì những cái phần mà liên quan đến như hạnh tu như đất, hạnh tu như nước, hạnh tu như lửa, hạnh tu như gió, hạnh tu như hư không đó, ở đây chúng ta hiểu là những bài học về luân lý, tức là mình lấy đó làm gương, lấy đó để làm cái ẩn dụ, chứ không phải là một cái điều mục niệm có tính cách là định và niệm, phát triển định và niệm. Thí dụ như trong lúc chúng ta tu tập phát triển định và niệm, chúng ta có thể quán tưởng như là cái hạnh mà Đức Phật đề cập ở đây không? Kính thỉnh Thượng Tọa Hoa Kỳ trả lời. Một Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, ở cái đoạn đầu khi mà Đức Phật Ngài dạy về bốn đại hay là bốn giới, địa giới, thủy giới, phong giới, quả giới, hư không giới, này là cái điểm để phát triển định niệm. Ở trong tứ niệm xứ, bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật có đề cập đến. Nhưng mà ở cái đoạn thứ hai đó, Đức Phật Ngài lấy đó để dạy cái cách tu tập khác, để dạy cái cách tu tập khác, tức là mục tiêu là để cái tâm buông xả. Nói cách khác tức là để có thể
khăn nhẫn, nhẫn chịu với những cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng nó xảy ra ở trong đời sống này. Mặt đất dù cho người ta có đổ đồ sạch hay đồ dơ, mặt đất không vì đó mà nó than phiền, nó tức giận, nó dao động, vân vân. Thì như vậy ở cái giai đoạn thứ hai đó, những cái hạnh tu đó đó là những cái hạnh tu để giúp cho chúng ta ổn định tâm. Ở đây cái cách mà Đức Phật Ngài dạy, Ngài trình bày đó, nó cũng giống như là ví dụ như người ta ăn trái mít, hay là những cái trái gì khác, mà cái hạt của nó như cái hạt mít, người ta có thể nhặt lại, người ta rửa sạch rồi người ta đem luộc nước sôi, người ta lấy đó người ta ăn, nó có bùi, nó bùi nó bột, ăn rất ngon thưa quý vị. Hạt bít hay hạt sầu riêng, những cái hạt lớn đó người ta có thể ăn lại và ăn theo cái kiểu cách khác. Nhiều ăn như thế thì không gọi là ăn trái cây. Chúng ta ăn bít, ăn cái bít, ăn sầu riêng thì nó gọi là ăn trái cây, nhưng mà chúng ta ăn cái hạt bít, hạt sầu riêng thì không gọi là ăn trái cây được. Nhưng mà nó cũng ngon, cũng hấp dẫn lắm thưa quý vị. Nói như vậy thì các Phật tử chúng ta, người nào mà có ở dưới miền Tây đó, hồi xưa là chúng ta hãy ăn cái đó cũng vậy. Ở đây khi mà Đức Phật Ngài dạy cho rau lá, trước tiên là Ngài dạy cái này là thật thụ cái pháp quán. Pháp quán này gọi là thờ túc vô quách thà ná, à túc vô quách thà ná, tức là cái sự phân biệt hay là cái sự xác định tứ đại, cái sự xác định bốn đại, bốn địa giới vân vân ở trong thân này. Địa giới, thủy giới, quả giới, phòng giới và hư không giới, là dùng cái đó để quan sát là cái đề mục định niệm. Nhưng rồi cũng với cái danh từ mà gọi là địa giới, gọi là đất, nước, lửa, gió, hư không đó, Đức Phật lại dạy thêm để cái cách mà chúng ta lấy đó bình thường, nên lấy đó làm thí dụ mà luyện tâm, thí dụ mà rèn luyện tâm, chớ không thể lấy cái thí dụ đó để làm đề mục, không thể lấy thí dụ làm đề mục để tu thiền định được. Mà thí dụ như khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng nó xảy ra, lúc đó mình nhớ cái bài kinh này Đức Phật đã dạy, phải Ngài dạy rằng lá phải tu với hạnh tu như đất, dầu cho người ta có luyện cái đồ sạch hay là luyện cái đồ dơ ở trên mặt đất, thì đất cũng không vì đó mà nó mừng hay là nó không vì đó là nó vui hay nó buồn, nó mừng hay là nó phẫn nộ, vân vân. Thì như vậy ở đây đó, cái cách mà chúng ta tu tập tùy theo đoạn, Đức Phật Ngài có cái lối thuyết giảng rất đặc biệt thưa quý vị.
Mà như chúng tôi đã đưa ra cái thí dụ là chúng ta ăn trái cây, có những cái trái cây chúng ta ăn xong, chúng ta lấy cái hạt đó đó để chúng ta thưởng thức cái món ăn khác, ăn hạt mít hay ăn hạt sầu riêng, cái đó nó cũng cũng tốt lắm thưa quý vị. Chúng ta ăn phụ thêm đó, chúng ta ăn phụ thêm. Bình thường khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta ngồi chúng ta xác định tứ đại, năm đại trong thân này rồi, thì đôi khi mà chúng ta ngoài cái giờ đó ra đó, nếu chúng ta gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì chúng ta lấy ý nghĩa này trong cái nghĩa chi tiết đó, để mà chúng ta tu tập rèn luyện cho mình cái pháp, cái tâm tu hành xả, tu nhẫn nại vân vân. Thế chúng tôi nghĩ là như vậy. Xin chia sẻ với quý vị một vài điều và bây giờ xin thỉnh thầy cởi cho nắng trở lại. Sao thưa quý thân, thưa đạo tự sư, thưa đạo pháp tân, thưa đạo có ở trước máy không? Nếu thưa đạo pháp tân nghe được kính thỉnh thưa đạo pháp tân quan thị trả lời cho cô thảo luận số 3. Dạ, thưa đạo pháp tân, khi mà chúng ta đọc ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài dạy về tu tập như đất, như nước, như lửa, như gió. Thì, ví dụ Đức Phật ngài dạy rằng khi mà những cái các xúc khởi lên mà không có thoải mái, không có được thích thú thì không có nắm giữ. Và như người ta quăng đồ tịnh, đồ sạch hay không sạch thì chúng ta vẫn giữ cái tâm như vậy thôi, giữ tâm như nhiên như vậy thôi. Thì có người nghĩ rằng mình tu kiểu đó cái tâm mình thụ động quá, cái gì quăng lên cũng được, cái gì bỏ cũng được, thì hôm tân có nghĩ đó là thụ động không? Cái tính thưa toàn. Dạ, Nam Mô Bức Khai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, đầy Đức Phật Tính, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì con nghĩ trong cái đoạn kinh này thì gọi là tu như nước, là tu như đất, là tu như lửa, tu như gió, tu như không á. Thì ở đây là cái cách tu. Con nghĩ là cái người tu thì là để trau dồi và mình sửa đổi cái tâm của mình. Nhiều khi mình thấy cảnh mình phiền não nó dấy lên, thiền mã nó dấy lên, và nó dấy lên bằng với nhiều cái hình thức khác nhau trong cái tiềm ẩn phiền não từ nội tâm. Cho nên Đức Phật dạy với một cái hạnh tu như là đất, hay là như nước, hay như là lửa, như là hoặc là như không á, thì con nghĩ cái điều này nó không phải là cái thụ động mà phải nó là cái tích cực và chủ động. Tại vì khi mà tâm của mình á, mà mình nhận thấy cảnh á, mà mình không có tu tập á, thì phiền não nó có thể dễ sanh khởi lên. Tức là tham sân si nó sanh khởi lên nhiều thứ lắm. Và do đó cái cách tu mà Đức Phật ngài dạy là mình sửa cái tâm. Và hãy xem cái sân, mình phải xem như cái tâm của mình như đất vậy đó. Như đất vậy. Đất thì như cái hình ảnh mà Đức Phật ngài ví dụ đó thì chúng ta thấy rất là sinh động và rõ ràng. Đất thì nó có thể chứa được cái đồ dơ, đồ sạch, nước dơ, nước sạch gì nó cũng chứa hết á. Ai có xúc, có đời, có bới, có xới gì đó quăng ở nơi khác á, thì đất cũng vẫn là đất. Có nghĩa là mình gặp cảnh á, khi nó thuận cảnh, rồi nhiều khi nó nghịch cảnh á, thì cái tâm của mình phải giống như đất vậy á. Đức Phật dạy giống như đất vậy đó. Để mình, người ta có quan đâu rồi cũng phải chịu thôi. Chứ mình cũng không có cần gì vậy mà phản ứng. Khi mà mình nhìn á, là đất mà quăng ở đâu á, là thụ động. Người ta quăng đâu cũng chịu.
giống như là cứng trơ như mặt đất. Nhưng mà sự thật ra là Đức Phật dạy cho cái người tu đó là mình phải chủ động và mình phải tích cực, chủ động ở trong cái việc mà mình phòng ngự nội tâm của mình. Chứ như khi mà mình gặp cảnh mà mình phản ứng đối với cảnh, từ đó phiền não tham sân si nó sẽ khởi lên. Cho nên Đức Phật dạy là tu như đất, là để rồi mặt đất nó là cái thứ gì quăng lên trên đó cũng được, móc xới lên cũng được, rồi đào xới lên cũng được, hoặc là đổ thứ nước dơ, chất dơ hay là chất sạch gì đó thì nó cũng nhận hết, chứ nó không có bao giờ nó có phản ứng gì hết. Nhưng mà sự thật là cái tâm của mình nó vậy. Bởi vì cái tâm của mình thường là phản ứng trong một cái gọi là tích cực. Mà tích cực ở đây á, đồng có nghĩa là cái người mà tích cực hướng đến cái bất thiện pháp. Bởi vì mình phản ứng đối với cảnh á, thì rõ ràng là phiền não nó dấy lên. Nhưng mà Phật dạy mình tu như đất thì con nghĩ rằng đây là cái cách mà Đức Phật dí dụ rất là thực tế và rất là rõ. Nó là thực tế là như vậy, cái thi thiết của nó là như vậy. Cho nên là mặt đất thì thường thường mình nhìn vào có những cái phản ứng như vậy. Hoặc là tu như gió, cái lời nói hoặc là những cảnh gì mình thấy á, thật sự ra đó có thể nói rằng mắt mình thấy nó có thể sanh tâm thiện, mà mắt mình thấy nó có thể sanh tâm bất thiện. Ở đây chưa có nói cái việc mà mình tu, mình sửa chữa, mình nhìn cái tâm của mình. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái tâm của mình có sửa chữa cái tâm của mình thì sự thật ra đó là mình nhìn, mình thấy, mình biết, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm, mình đụng thì cái gì nó cũng như là cái giống như gió vậy thôi. Nó gió thoảng mây bay ba qua rồi thôi. Mặc dù chúng ta không thấy cái bóng dáng của gió ra sao, nhưng mà rõ ràng là gió đã bay qua rồi. Thì cái người tu á, thì mình cũng có thể là giống như cái luyện cái tâm của mình vậy. Đừng có để chấp giữ một cái gì. Mình chấp cái giữ cái gì đó thì đến một lúc nào đó thì nếu mà mình nhớ trong cái mức độ tương đối đó, thì mình nhớ đến với cảnh thiện thì nó tốt hơn là mình nhớ đến cái cảnh không tốt. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình tu tập thì cũng đừng nên để cái gì ở trong lòng quá nhiều, để rồi mình lại có một cái sự phản ứng. Và do vậy đó thì mình cũng phải luyện cái tâm của mình, quân tập cái tâm của mình, sửa chữa cái tâm của mình như là gió vậy thôi. Mình cũng không có nên để bất cứ cái gì ở trong lòng. Nếu mà mình để cái gì ở trong lòng thì cái dính mắc nó càng nhiều, mà đặc biệt là dính mắc những cái gì nó sinh ra cái phiền não thì không nên. Do vậy đó thì con nghĩ rằng Phật dạy với cái người tu á, thì tu như gió hoặc là tu như hư không, thì những cái hình ảnh này đó thì con nghĩ rằng đó là một trong những cái tích cực của cái người tu. Bởi vì theo cái thế thường đó thì cái người mà không tu á, thì gặp cảnh là phản ứng, mà phản ứng trong cái khuynh hướng của pháp bất thiện, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, phiền não nó sanh khởi lên. Nhưng mà mình tu như thế này đó thì có nghĩa là mình tích cực và chủ động. Mình chủ động điều chỉnh cái tâm của mình, và mình tích cực là khi mà gặp đối với cảnh thì mình phải tự tu tập lấy, tự trau dồi lấy. Và tu có nghĩa là mình sửa chữa bằng với chính cái tâm của mình. Thì cái con nghĩ rằng cái hạnh tu mà Đức Phật ngày ví dụ ở đây đó thì nó rất là thi thiết ở trong cái đời sống này. Và những cái hình ảnh mà qua đất, qua lửa, qua nước, qua gió đó thì con nghĩ rằng cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh đó mình thường thấy ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và do vậy đó thì mình Đức Phật ví dụ những cái cách tu như vậy để rồi mình tự chủ động và tích cực ở trong cái việc tu tập cho chính mình, trau dồi. Mà cái hình ảnh này con nghĩ rằng mình dễ nhớ, dễ gặp, và mình có thể dễ trau dồi hơn trong cái việc tu tập. Giống như một người nào đó
mình nhìn vào những cái đất nước lửa gió gì đó thì mình có thể rằng là mình hiểu được ngay, và mình phải cố gắng để trao dồi quân tập cho cái việc tu tập của mình như là những cái vật đó. Như vậy mình có cái ý để góp ở trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Còn kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao tôi cứ truyền một sự tòa Pháp Tân Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu tiền, Đại Đức Pháp Tính đang có mặt trước máy. Dạ. Đại Đức Pháp Tính, Đức Phật Ngài dạy về cái tôi dạy ra Hồ La nên tu tập cho hành tu như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Và ở đoạn cuối thì mỗi một phần thì Đức Phật Ngài đều nhắc là lên tu tập như vậy để các xúc khả ái hay là không khả ái khởi lên. Tức là cái những thứ vừa lòng hay không, thứ vừa lòng khởi lên đó, không có ngự trị, không có tồn động. Dạ. Không ngự trị, không có tồn động ở trong tâm á, là nghĩa là sao? Đại Đức Pháp Tính có thể cho biết một vài cái suy nghĩ về điểm này không? Cái tỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu thảo luận số 4 Thượng Tọa vừa nêu lên thì Đức Phật đã dạy cho Ngài Ra Hủ La hay là La Hủ La hãy tu tập như đất, nước, lửa, gió, hư không. Do vậy mà các xúc khả ái hay là không khả ái được khởi lên thì không có ngự trị, không có tồn động ở trong tâm. Thì cái điều này là do nếu mà chúng ta nhìn theo cái nhìn nhận của thường thức, là có nghĩa là ở trong các cái pháp tục đế đó, thì chúng ta thấy cảnh sắc hay là chúng ta có cái sự xúc chạm gì đó thì chúng ta thường cho là mình có cái cảm nhận hôm nay mình vui, hoặc là mình cảm nhận là cái cảnh đó nó đẹp, là cái cảnh đó nó vừa ý, là nó vừa lòng với mình. Thì khi mà mình nhìn nhận cảnh như vậy đó, mình có ở trong tâm như vậy đó, thì cái cảnh nào mà nó vừa ý đó, thì mình sẽ khởi lên cái sự tham ở trong đó, tham đắm ở trong đó. Còn nếu mà cái điều nào mà nó không vừa ý đó, thì chúng ta sẽ khởi lên cái sự khó chịu, có nghĩa là mình bực mình, mình không vừa ý với cảnh đó. Thì chính như vậy đó mà nó hình thành tham sân si. Rồi từ tham sân si đó, nó sẽ có những cái hành động thiện hay là bất thiện. Thì những cái tham ái, những cái tham đó, hoặc là những cái sân đó, hoặc là những nó tác động đến những cái hành động, rồi nó sẽ cho chúng ta tiếp diễn với những cái nghiệp. Nghiệp thì nó sẽ cho chúng ta có cái kết quả tái sanh đời này đời kia. Thì chính vì vậy đó mà mình mới luân hồi dài, luân hồi nhiều. Còn nếu mà bây giờ chúng ta quán đất, nước, lửa, gió, hư không thì coi như là lúc đó chúng ta không có một cái sự đắm đuối, một cái sự tham đắm trong các cái cảnh. Thí dụ như bây giờ chúng ta luôn luôn mà chúng ta quán xét khi mà mình thấy những cái hình ảnh giống như một cái vị tỳ kheo mà thấy cái chiếc răng của người phụ nữ, thì cái vị tỳ kheo đó chỉ thấy là cái phần đó là cái phần nó thuộc về xương, nó thuộc về xương, mà xương á thì nó có cái đặc tính là cứng và mềm, thì nó nằm ở trong đất, nó nằm ở trong cái thực tính của đất. Thì nếu mà chúng ta thường thường chúng ta quán xét vậy đó thì chúng ta sẽ không có tồn động lại ở trong tâm của mình cái sự vừa lòng hay là cái sự không vừa lòng.
Chính vì vậy đó, lâu ngày nó dẫn chúng ta đến cái sự nhàm chán. Nhàm chán đối với các cái pháp hữu vi, đối với các pháp mà do mắt mình nhận thức, do tai nghe tiếng, do mũi ngửi mùi, do lưỡi nếm vị thân xúc chạm. Đó thì chúng ta lâu ngày đó, chúng ta có một cái nhận xét rằng là các pháp hữu vi, hoặc là chúng ta nhận xét là đất nước, lửa gió, nó có cái sự xúc chạm với nhau. Chứ mình không có nắm giữ cái tướng chung tướng riêng gì hết. Nhờ như vậy đó mà mình không có bị tồn động lại những cái phiền não. Thì chính cái sự tu tập này nó sẽ làm cho chúng ta nhanh chóng để mà khởi lên cái sự nhàm chán. Thì ở đây chính cái bài học này á, nếu mà chúng ta đọc những bài trước rồi chúng ta đọc những cái phương pháp về thiền quán, rồi hôm nay thì chúng ta học ở trong cái phần chánh kinh này, thì nhờ nhiều lần như vậy bây giờ chúng ta mới có cái sự thấm nhuần. Chúng ta thấm nhuần rằng là ở trong suốt cái dòng sanh tử luân hồi này nó chỉ có đất nước lửa gió hư không thôi. Mà nếu mà mình nhìn nhận được như vậy đó thì mình không có cái sự chấp thủ. Mà không có cái sự chấp thủ thì không có cái sự tham ái. Mà không có cái sự tham ái thì nó không có tạo những cái nghiệp thiện mà nghiệp bất thiện. Thì dần dần như vậy đó thì chúng ta mới chấm dứt được cái sự tái sanh. Vậy thì ở trong cái sự tu tập mà đất nước lửa gió hư không này đó không có tồn động lại ở trong tâm của mình, nó không có ngự trị những cái phiền não, nó không có ngự trị là ở trong tâm đó, là với cái ý nghĩa là do chúng ta nhận thức một cách rõ ràng, chúng ta thấy rằng là cái sự xúc chạm của cái thân tứ đại này, hay là cái sự xúc chạm giữa các cảnh này, chứ không có cái người mà hưởng cảnh trong đó, thì chúng ta học được những cái điều này đó, thì chúng ta mới nhận thức được, chúng ta mới nhận thức được ở trong những cái pháp hàng ngày chúng ta tiếp xúc nó quanh quẩn chỉ là đất nước lửa gió và hư không thôi. Thì mình khi mà mình có cái sự nhận thức bằng trí tuệ như vậy đó, thì nó giảm đi bớt cái sự chấp thủ. Mà hãy mà nó giảm bớt đi sự chấp thủ nó giảm, thì cái tham ái nó cũng giảm. Mà hãy mà không có tham ái nó chi phối thì chúng ta không có tạo ra những cái hành động bất thiện. Thì đó dần là chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà chúng ta bào mòn được những cái sợi dây, những cái gì mà nó làm cho chúng ta trói buộc ở trong cái cuộc đời này. Vậy thì đây là những cái ý nghĩa mà nó không có ngự trị phiền não, nó không có ngự trị, nó không có tồn động lại ở trong tâm nếu mà chúng ta biết quán về đất nước lửa gió và hư không. Đây là những cái ý của con xin được trình bày qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông trả lời của một cô. Dạ. Sư Nguyên Thông. Thường chúng ta hay có cái ý nghĩ là có một người cái tâm hay dính mắc, hay để ý, hay giữ lời trong lòng, và có một người đó, thì ngược lại là sống rất là vô tâm, không nhớ gì hết, thường hay quên lãng. Ở trong trường hợp này, khi mình Đức Phật Ngài dạy một lời trình bày của Đại Đức Pháp Tính, một người mà đối diện với cảnh thích hay không thích thì cũng không để cho những thứ đó ngự trị trong tâm và nó tồn động. Tồn động, ngự trị và tồn động trong tâm. Thì điều đó có khác biệt gì với một người vô tâm, một người mà
sống vô tư lự mà không biết lo, không biết nghĩ không? Xin thỉnh Sư Minh Thông Quang Hỷ giải thích về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ góp ý kiến cho cái câu sáu luận đụng số 5. Là một người mà không có giữ trong tâm những cái điều mà chứng tai gai mắt hay là hợp với ý của mình, thì là do cái sự tu tập vì biết những cái đất nước gió lửa và hư không là không phải là ta, là không phải là tự ngã của ta, không có dính dáng gì với cái tâm của chúng ta. Còn một người mà có cái tánh là hay dính mắc vì những cái gì mà khả ý, khả lạc, khả hỷ thì tham ái, nhưng mà khả ố thì lại sân hận, sân si. Cái đó là do cái trình độ không có tu tập. Vậy đó là cái câu hỏi này là một cái sự việc mà đưa ra cho chúng ta là thấy là cái sự khác biệt của những người có tu hay những người không tu. Và những người mà không có tu hành đó, thì do cái bản tánh tự nhiên hay là do những cái thường cận y duyên mà họ có gặp những cái điều mà họ thấy thích hay là họ không thích, thì những người mà thế nhân trên trần gian này, ngoại trừ những người có học Phật giáo như trong như là chúng ta ở đây, thì thế nhân trong trần gian này thường thường hay dính mắc những cái mà họ ham thích với lại cái sở thích của họ, và cũng dính mắc những cái mà họ không ưa thích, vì nếu mà họ thích đó, thì họ tham đắm và có những phiền não trong tâm và cũng có cái tham đắm đó, và họ không mà ưa thích đó, thì họ sân si lên, thì cái đó cũng là một cái những cái phiền não là cho. Vì vậy cho nên những người mà không có cái duyên được tiếp cận với là Phật giáo để học giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để thấy cái nào là cái sự khổ sở cho chúng ta, và những cái nào là làm cho chúng ta vướng mắc, thì đó là bất hạnh cho những người đó không có tiếp cận với Đạo Phật. Còn những người có tiếp cận với Đạo Phật như chúng ta, thì không phải là những người có tiếp cận với Đạo Phật như chúng ta học hỏi mà tránh khỏi được cái sự quyến rũ của ma vương, tức là sự khả ý, khả lạc của những pháp. Là bởi vì những người mà tu hành đắc được những cái trần như là sơ nhị tam tứ quả và sơ nhị tam tứ thiền, và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phụ tưởng xứ, tức là bốn tầng thiền của sắc giới và bốn tầng thiền của vô sắc giới, đó là không phải là tu hành một sớm một chiều mà thành tựu được. Chúng ta thấy khi mà Đức Phật Thích Ca giảng dạy đó, thì khi một bài pháp ngài giảng dạy thì có bao nhiêu người vài chục, vài trăm, vài ngàn, vài triệu hay là vài tỷ người đó, là tất cả những người đó nó có cái sự khi mà một bậc chánh biến tri ra đời đó, thì những người có cái công năng tu hành từng bao nhiêu kiếp thì dường như có cái lực mà để quy tụ lại để gặp vị chánh biến tri đó. Và do đó khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì có bao nhiêu người đã chứng đắc. Còn thí dụ bây giờ không nói đâu xa, ở trong gia đình con, sau khi con được tiếp cận với Đạo Phật thì cũng chục năm hay vài chục năm, thì con đem cái giáo pháp mà con hiểu được để mà về giảng dạy cho gia đình, đừng không nói đâu xa, nói cần bà bạn con đó. Thì khi mà con về với gia đình, con muốn đem cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, thì nói là xin bà bạn
hay là xin em, thì quỳ xuống để sư cho quy y tam quy ngũ giới. Thì bà mới nói rằng khoan đã, mà bây giờ bà đã 75, 76 tuổi rồi, kính thưa sư phụ. Cho nên cái giáo pháp mà chúng ta như là những con người khi mà được nghe giáo pháp, được nghe những vị tăng mà giảng pháp, thì chúng ta chăm chú lắng nghe, và như là một người mà đói khát, cho nên ta gọi, con có ta từ ngữ gọi là đói pháp, là vì mình nghe pháp, mình ham học pháp, lắng nghe pháp và kính trọng pháp. Nhưng mà những người mà không có cái duyên thì khó có thể nói cho người họ nghe được. Mà con có 6 đứa con, đã mất 2 đứa rồi, nhưng mà 4 đứa còn lại thì chỉ có một người thì tu hành, cái đứa con lớn nhất của con, còn các đứa sau thì con bảo gì nghe nói, nhưng mà tu hành hay là lắng nghe pháp thì nó không có ưa thích, dường như là những người đó nó như thế nào đó. Mà tụi nó không phải là dân dốt, đều là tiến sĩ y khoa cả, mà là như vậy. Vì vậy cho nên phải có duyên, mà có duyên hay là phải có cái tâm như thế nào thì mới có thể tiếp cận được Phật giáo. Cho nên chúng ta không thấy làm lạ gì mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ tại cội cây Bồ Đề, thì Ngài trải qua 7 tuần lễ để thưởng thức cái Niết Bàn và ôn lại, tập lại những pháp mà Ngài đã chứng đắc. Thì Ngài mới nói rằng quả thật cái pháp mà ta đã chứng đắc, lời nói của Thế Tôn là khó nói, khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đắc. Mà nếu mà ta đem giảng dạy ra mà người ta không hiểu thì khổ sở cho ta. Cho nên Ngài có ý muốn là Niết Bàn tại chỗ đó. Nhưng mà may mắn thay chúng ta, vị Phạm Thiên Sambati đã nghe được, vị này có tha tâm tâm nghe được, bèn bay xuống lãnh để Đức Phật Thế Tôn, mới nói rằng thưa Thế Tôn, trần gian này còn có những người trong đôi mắt họ có ít bụi. Nếu Thế Tôn giảng giải cho họ có thể nghe được và lãnh hội được, thì lúc đó Đức Phật có dùng Phật nhãn để xem trên thế trần gian này có những loại người như đó hay không. Và như vậy thì Thế Tôn bạn im lặng nhận lời và đã đi lên đường để đến tìm những người quen mà Ngài đã quen trước kia, là 5 người anh em Kiều Trần Như. Và trước khi đi gặp Kiều Trần Như thì gặp có một người đó, và người đó thấy có một người lạ đó, thì thấy Đức Thế Tôn là một người mà có dáng điệu là thanh thản, cắt căng, rồi trong sáng. Thì mới hỏi Thế Tôn là học với ai, thầy của ai là gì, và tu thế hồng nào. Thì Thế Tôn nói ta không có thầy, mà ta tự mình giác ngộ, ta là Như Lai, ta là Phật. Thì lúc đó cái chữ Như Lai hay là Phật là một cái danh từ nó sấm sét, người ta không thể tin tưởng rằng một trên thời gian này có vị Phật đầu bỏ đi, nhưng mà sau này ông ta sẽ trở lại gặp Đức Phật và đã đắc quả. Vì vậy cho nên trong room này con thấy gặp có nhiều cái gương mặt thân thương, kính mến, họ đã vào đây để nghe sư phụ và chư tăng để giảng pháp, thì con rất kính trọng họ, là những người trong tâm họ đã sẵn sàng để thâu nhận giáo pháp, và không sớm thì muộn những vị đó sẽ chứng được những tầng thiền và những sơ dị tam tiểu quả ở trong kiếp này hoặc là những kiếp về sau nữa. Vì vậy cho nên thưa sư phụ, hành giả tu tập khi tâm tiếp xúc với cảnh, không để những ấn tượng thích hay không đó ngự trị và tồn động tâm của hành giả, thì đó là những bậc có thể là trong room này, đa số trong room này, hay là những người đã thường nghe, hay người đã có cái quá khứ, đã có những cái thường cận y duyên với lại những vị Bà La Môn, hay là những vị, cái chữ Bà La Môn ở đây đó, mà nếu mà Thế Tôn dùng thì đó là những vị đã đắc quả đó. Cho nên là những từ ngữ mà chúng ta dùng, Bà La Môn là cái người mà là không phải chánh pháp, nhưng mà chữ Bà La Môn mà Đức Phật giảng dạy là người có giữ những cái thánh hạnh, những đã chứng đắc như đạo quả. Vì vậy cho nên các người mà sống mà không có tu tập gì thì cũng có nhiều những người họ ai nói cái gì họ cũng họ nghe, không có nghe, không để ý, chỉ thiện chỉ ác không để ý. Thì cái người đó thì sự thật ra nó có sự khác nhau. Họ không để tâm nhưng không có nghĩa là họ giác ngộ. Họ không để tâm là họ không màng đến, họ bởi vì họ quá ngu si, họ tối đen, họ không có đụng chạm gì khác. Thì ra nó có cái sự khác biệt.
chứ không phải là cái sự không phát phát biệt đối với cái người mà không để tâm, không tồn động trong tâm những cái chuyện bên ngoài không đáng họ. Họ chỉ sống với cái sự mà thanh tịnh của Bậc Thánh, cái sự yên lặng của Bậc Thánh. Đó là những người đã có tu tập. Kính thưa Sư Phụ, đó là sự khác biệt. Đối với những người mà u mê thì không có để ý đến chuyện thế gian, có nghĩa là họ giác ngộ. Và những người có tu tập và họ giác ngộ, cho nên họ không tồn động những cái phiền não mà không đáng để tâm. Đó là sự khác biệt. Kính thưa Sư Phụ, đó là cái sự nhận định của con. Xin con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa được đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai. Thưa bằng kính Thiền Sư Nguyên Thông, chương trình sinh hoạt của Đức Phật Pháp Bồ Tát Tham đến đây được kết thúc. Xin kính thưa chư vị giảng sư đã vào rộng để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Dạ, sa thú lành. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân.